Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm tháng giêng, ngày thượng ngôi, tức là cái nguồn đầu trong một năm. Thì theo người Việt Nam và người Trung Quốc thì cái ngày này là ngày quan trọng để chúng ta hướng về ông bà tổ tiên, cũng như tất cả chúng sanh đều biết tu tập để cầu vãng sanh về cảnh giới tốt, cảnh giới lành. Thì qua có chư thiện nam tín nữ có tề tụ đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây, và chư Phật tử cũng đọc kinh Tam Bảo cũng như cúng dường cho gia đình của mình, nội ngoại hai bên, của quyền thất tổ, cũng như tất cả pháp giới trong chúng sanh. Thì sau đó chư Tăng có đọc bài kinh Phước Thí, mục đích là chứng minh ngày xuất bát hôm nay. Thì cái buổi cúng cũng như tất cả đều hoàn tất rồi đó. Nhưng mà theo cái truyền thống của khất sĩ Minh Đăng Quang thì cái bài nói pháp là quan trọng hơn hết. Vì chúng ta hay tất cả chư Phật, tất cả chúng sanh đều lấy pháp làm thầy. Thành ra tôi thường năn nỉ Phật tử đó, nếu không rảnh không đến tịnh xá được, nhưng những ngày cúng hội, những ngày chủ nhật để nghe pháp, để chúng ta biết con đường vãng sanh của chúng ta. Chúng ta đợi tới chết rồi chúng ta mới khóc lóc, mới kể lễ, mà chúng ta không biết chết rồi đi về đâu, nên buồn hay nên vui. Thì tôi thấy Phật tử nào đến tôi cũng vậy đó. Tôi thì khác, đến rồi tôi hỏi có thọ giới hay không, thì năm giới, ăn mấy ngày chay, rồi chết rồi còn lại cái gì. Thì đa số là không biết, cái đó là một cái đáng tội. Thì Phật Thích Ca mới thấy vậy, mới xuất hiện cõi đời này để chỉ về cái bất tử, tức là cái linh hồn cho chúng ta. Đa số thì nói chết là hết, có người tôi nói chết là trở về cát bụi. Phật tử lâu năm mà tôi thiệt tôi muốn bộp tay quá, tôi nói là hỏi trả lời mà người Phật tử mà trả lời như vậy thì thôi. Tôi nói nếu mà chết là thành cát bụi thì đó Đức Chúa có nói, nhưng mà nói nó có xác thân này, thì xác thân này là tứ đại trải về đất nước lửa gió là phải rồi, nhưng mà không lẽ không còn cái gì sao? Rồi tôi mới thí dụ, tôi nói giờ cô thấy bằng cái gì, bằng mắt, nghe bằng gì, lỗ tai, thở bằng lỗ mũi, nói bằng cái miệng, đi bằng cái chân. Tôi nói vậy là luân hồi đã đáng đó, đúng là quỳ một cây nhang cạo cái đầu luôn. Phật tử thờ ơ vấn đề sống chết, rồi cha mẹ chết rồi cứ là viết giấy vô cầu, vậy là xong cái bổn phận làm con. Đâu mà có sống được, còn dài dài. Rồi tới mình nữa, người đi rồi lần sang phiên ta, mà cha đệ cha mẹ chết rồi không biết cha mẹ đi đâu, ngồi viết giấy kể khóc tùm lum. Mình phải biết chứ, biết cho mình, biết cho tất cả những người xung quanh. Cái đó là lời Đức Phật dạy mà. Mà lúc sống mình chả biết gì, lo làm ăn thôi, rồi tới cha mẹ chết mới khóc lóc. Thì đạo Phật dạy là nếu cứu cha mẹ là cứu lòng lúc hiện tiền còn sống, và mình ngay cha mẹ chưa chết mình biết cha mẹ đi đâu rồi, thì đó mới là người Phật tử. Thành ra tôi muốn nói với quý vị ở chỗ đó, thấy không? Cái quan trọng đó là không phải thấy bằng mắt, nghe bằng tai, nói bằng miệng, thở bằng mũi, đi bằng chân. Cái đó thì ai cũng nói được, nhưng mà nó không được đúng lắm, hay là nó sai. Chính cái sai này mới đưa chúng ta vào cái đường đau khổ. Khi nào chúng ta có cái hiểu biết mà đúng đắn đó thì cái đau khổ nó sẽ hết. Mà đúng đắn là hiểu biết cái gì? Hiểu biết cái con người của quý vị. Tôi nói nếu thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, đi bằng chân, thì bây giờ có người bạn cô đến đây chơi, bây giờ trúng gió ngã xuống chết, thì cái thây ma này có thấy, có nghe, có nói, có đi không? Nói thây ma làm sao mà thấy, làm sao mà nghe đi được sức. Như vậy thì hồi nãy sao mà cô nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, đi bằng chân có đúng không? Cô vỗ vai cái thây ma, cô nói đứng dậy đi về chị ơi, cái thây ma này đứng dậy là cô chạy chết luôn á.
Như vậy mà nói thấy ma đi, bằng chân mà thấy ma cũng có chân sao lại không đi? Có mắt sao không thấy, có tai sao không nghe? Người Phật tử là phải chiêm nghiệm, phải nghiền ngẫm về vấn đề này. Mà cái sự chết bây giờ quý vị thấy là nó vô thường đó. Tôi nói chuyện đây tôi chết lập tức bây giờ cũng vẫn khó như thường. Mà chừng đó tôi đi đâu? Tôi phải biết đường chứ. Thành ra trước cái chết rồi tôi an ổn. Tôi biết con đường đi là phải đi. Mà đi về đâu thì tôi nắm ngay trong lúc tôi còn sống. Thì vấn đề sanh tử đối với mình đâu có ngại gì. Mình không biết mình là cha mẹ chết mà không biết đi về đâu. Lại có con sư ơi giờ mẹ con ở đâu? Ở đâu là hỏi cô mới phải chứ. Con ở gần cha mẹ, sanh tiền như thế nào thì chết cũng phải đi về đó. Một người cờ bạc, mà quý vị thấy thì bạn bè toàn là cờ bạc. Tôi đến nhà kiếm có thấy bạn bè toàn cờ. Tôi nói cô là người cờ bạc thì bây giờ kiếm cô không có đi đâu, đi vô sòng bài thì biết trả lời như vậy mà đấy. Còn người Phật tử mà lên nhà không có thì đi đâu, thì vô chùa. Như vậy người Phật tử mà chết rồi có khi nào đi vô sòng bài mà đầu thai ở trong đó không? Thì rõ ràng sống sao chết vậy. Có một vài trường hợp đặc biệt nhưng mà cái ngoại lệ mình không có nói được, mình nói là nói cái thường nghiệp thôi. Thành ra Phật tử ngay trong lúc còn sống phải tìm hiểu con người mình. Thì thôi giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Tìm hiểu ngay bây giờ ngồi tại đây nè, chứ không phải đợi về nhà. Thì cái bài kinh 66 tôi nói đó là nằm trong vấn đề tìm hiểu. Thành ra tôi năn nỉ với Phật tử người nào cũng phải học thuộc lòng hết đó. Đó là con người của mình đang ngồi đây. Thì có cái gì? Có sáu căn mà khoa học kêu là sinh lý. Sinh lý là có sự sống nhưng mà chưa có cái biết. Là gồm có mắt, gồm con người mình heo, tôi không có nói đâu xa lạ đâu. Mắt, tai, mũi, miệng, thân và cái đầu óc. Cái nhìn nhìn có phải đủ, mình đủ phần vậy hay không? Thì cái này cũng chưa có cái biết nhưng mà có sự sống. Có sự sống tức là con mắt mình đó, mình phải ăn uống ngủ nghỉ điều dưỡng thì mới thấy được. Còn khi chết là nó không có sống nữa, giờ nó còn sống nhưng mà nó không phải là cái biết. Thì cái biết mượn con mắt này để mà phân biệt thì đây là tâm lý. Mượn nó thấy cái gì? Thấy sự vật bên ngoài. Thì quý vị nhìn sự vật bên ngoài không? Tất cả cả cái gì mà đối tượng con mắt kêu là sắc. Sắc tức là những cái gom lại có hình tướng kêu là sắc. Thì chúng ta thấy cây, nhãn, nhà, người ta, nam, nữ, trâu, bò, heo, chó, tất cả sự vật bông, tất cả đều là sắc, giày, dép, nón. Con mắt mình có thể thấy được những cái đó. Có thể nằm ngắm rờ thì cái đó là sắc trần. Nó là đối tượng của con mắt chứ không phải cái lỗ tai. Rồi hương, thinh là đối tượng cái lỗ tai. Nghe tiếng gió thổi, tiếng chó sủa, tiếng người nói, tiếng tôi nói, tiếng Phật tử nói, tiếng nam nữ. Tất cả những cái tiếng đó là cái đối tượng của lỗ tai. Chứ con mắt không thể nghe được. Cái lỗ tai nó nghe. Thì cái đó kêu là vật lý. Vật lý là chưa có sự sống, chưa có cái biết luôn. Cũng như đôi giày dép quý vị thấy nó đâu ăn uống nghĩ, nó đâu có sống gì đâu. Rồi cái tiếng gió thổi cũng đâu có cái sự sống gì đâu. Nha quý vị để ý nha, tôi về rồi nghe lại nghiền ngẫm lại. Bởi vì tôi nói quý vị phải ngồi thiền. Tôi nói là nói sơ qua lỗ tai này chạy qua nay mình không biết gì hết. Mà biết cái này là quý vị chấm dứt cái đầu thai. Quý vị thờ ơ với con người mình quá. Mình phải biết con người mình nó diễn biến như thế nào. Từ địa ngục, cái này là địa ngục vô gián, gọi là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Sắc là đối tượng con mắt, thinh là cái tiếng nói đối tượng của lỗ tai, hương là tất cả mùi thơm thúi không thơm không thúi đối tượng của cái lỗ mũi, vị là chua cay đắng chát mặn nồng đối tượng của cái lưỡi cái miệng. Xúc là trơn láng mịn màng, là đối tượng của cảm giác của sắc thân của cái da. Còn pháp thì hơi khó hiểu một chút. Pháp là những cái gì quý vị
hồi tưởng trở lại. Chẳng hạn như giờ tôi thấy cái bình bát, tôi thấy cái bông vạn thọ, thì cái đó là đối tượng của con mắt, là sắc trần. Nhưng khi tôi về xuống cốc rồi tôi hồi tưởng lại thì cái bông vạn thọ vẫn hiện ra, thì cái này không kêu là sắc nữa mà thuộc về pháp. Rồi bây giờ ngồi đây tôi nghe tiếng Phật tử đọc kinh thì cái tiếng đó là đối tượng của cái lỗ tai. Nhưng khi tôi xuống cốc và tối tôi ngồi thiền, tôi nhớ lại vẫn nghe cái âm thanh của quý vị, thì cái này không còn là tinh trần nữa mà là pháp trần, đối tượng của cái hồi tưởng. Cái hồi tưởng rồi tất cả những cái sắc thinh hương vị xúc pháp đều dưới xúc năm cái này mà được hồi tưởng lại, nhớ lại thì đó kêu là pháp trần. Như vậy cái ốc này đó là chủ trương năm cái mắt tai mũi lưỡi thân đều nằm ở trên cái đầu này, và nó hồi tưởng lại là nó đưa lên trên ốc, thì tư tưởng mới mượn cái ốc để mà nhớ lại. Chúng ta phải để ý cái đó. Thành ra có hai cách pháp trần nó xuất hiện, hai cách. Một là khi con mắt tiếp xúc sự vật thì có cảm giác, rồi bắt đầu tư tưởng mới phát hiện để phân biệt. Cái thứ hai là về tối ngủ lại, hồi tưởng nhớ lại, thì tất cả những cái ban ngày mình thấy nó còn nằm ở trong linh hồn của mình, thì cái ý chí là cái nghiệp nó moi ra, nó cung cấp cho cái tư tưởng, thì tư tưởng mở cái óc để nhớ lại, thì cái đó kêu là pháp trần. Vậy sắc thinh hương vị xúc là sự vật tiếp xúc thẳng, còn cái kia là dưới hình thức hồi tưởng nhớ lại. Quý vị phải theo dõi con người mình, nó luôn luôn là như vậy. Quý vị ngồi đây là quý vị tiếp xúc nè, mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc sự vật. Nhưng khi về tối quý vị ngồi thiền rồi không có cảnh vậy nữa, nhưng quý vị vẫn nhớ lại như thường, nhớ đối tượng con mắt, đối tượng lỗ tai, đối tượng là mũi, quý vị có thể hồi tưởng là được hết. Kia là lạc tả ảnh tử đó, nghĩa là cái hình ảnh nó còn rớt lại trong linh hồn của mình, cái đó là kêu hồi tưởng. Thành ra quý vị phải tìm hiểu con người mình. Thì bây giờ tôi giảng sơ thôi ha, ai muốn hiểu kỹ thì chủ nhật ha, thì hôm nay năm nay tới bữa 17 là tôi giảng ở Ngọc Trường ha, 8:30 sáng thì tôi đến Ngọc Trường để giảng 2 tiếng đồng hồ. Còn ở đây thì bữa khứ hội là có 45 phút thôi, khỏi trả bài. Còn Ngọc Trường là phải trả bài á, ai trả không trả thì thôi, nhưng mà tôi năn nỉ là phải gặp đi nghe, nghe nhiều lần mới được. Có người nói không cần, sư con ở nhà có đĩa sư có đóng thì coi chừng. Mình phải phân biệt cái đĩa đó là địa ngục thiết cho mình nghe, nói tụi sư thiết mà sư, tụi nó của tôi thiết mà nó không có linh hồn. Cái đĩa mà làm sao là tôi được, đó là tiếng nói của tôi được thâu vô và phát ra qua cái đĩa. Thì quý vị tiếp xúc với cái đĩa là nó nhắc nhở lại thôi, chứ làm sao mà có cái sự truyền cảm của cái định lực. Cái đĩa làm gì nó có định lực, nó có linh hồn. Thành ra khi quý vị ngồi nghe đây đó là có cái định lực của tôi truyền cảm qua cái định lực của quý vị. Nếu quý vị tập trung kỹ mạnh nghe thì quý vị hiểu một cách dễ dàng. Còn mà khi mà không có tôi thì quý vị tập trung thì cái đĩa nó không có cái định lực truyền quý vị hết đó. Chỉ là trạng thái nó nhắc lại thôi. Thành ra chúng ta nhớ hồi xưa mà gặp Phật một cái nghe thuyết pháp rồi, cái từ lực của Phật truyền qua mình nó đắc quả nhập lưu liền. Còn từ lực tôi bây giờ có nhưng mà yếu. Thành ra quý vị giỏi lắm đắc quả người trời thôi. Bởi vì tôi không biết có đắc quả thánh không, người trời thì tôi có đắc rồi đó. Thì bắt quá là quý vị tôi là học sinh lớp lớn, lớn đầu thôi, rồi quý vị là học sinh lớp nhỏ. Thì có thể tôi chỉ chút ít cho quý vị thôi, tiếp thu một cách rất là yếu ớt. Còn Đức Phật là ông hiệu trưởng thì tất nhiên là nắm cái trình độ của quý vị như thế nào, giảng đúng cái trình độ. Còn tôi giảng là tôi giảng xin xăm, khó chỗ đó, thấy không? Thành ra quý vị thích gặp riêng tôi thì tôi cũng thích là giảng riêng. Nên tôi hỏi quý vị trả lời cái tôi nắm cái hiểu biết của quý vị, tôi giảng ngay trong đó thì nó mau hiểu vô cùng. Nhưng cái sức khỏe tôi không cho phép, thành ở đây tôi không có tiếp diễn riêng, tôi chỉ tiếp diễn chung thôi, hoặc là có một số người hơi đông mười mấy người thì tôi giảng. Giảng cái đó thì quý vị tiếp thu rất mau, còn như pháp hội đông như vậy thì phải chịu thôi, tôi giảng chung chung thôi.
Còn trình độ mới vậy tôi làm sao biết nổi. Mà quý vị gặp tôi, quý vị không nói tôi cũng đầu hàng thôi, tôi đâu phải là thánh nhân. Còn các vị lán người ta không cần quý vị trả lời nữa. Người ta sẽ dùng cái từ lực người ta, cái chân không nó nằm ở trong con người quý vị, người ta nhìn vào đó người ta biết cái trình độ cỡ nào, người ta giảng đúng cái trình độ mình. Cái đó là cái tài tình của Đức Phật. Còn Bồ Tát chỉ được một phần nào thôi. Còn tôi thì chắc không có cái gì hết. Tôi chỉ bảo mai biết qua cái câu trả lời. Thành ra tôi gặp quý vị tôi thường hay hỏi. Mà quý vị thì sợ hỏi. Tôi hỏi thì tôi dí à. Tôi nghe cái tôi biết là cái chỗ nào yếu tôi dí tới. Mà có 5-7 vị thì quý vị không mắc cỡ. Mà đông như vậy tôi kêu một cái là mắc cỡ. Có người tôi dí thẳng là cái thôi bỏ bỏ tu luôn, không thêm vô nữa. Cái ông gì mà ông nói thẳng quá đau cũng chết. Mà cái tâm tôi thì tôi không sợ. Quý vị có giận tôi, có chửi tôi cũng được. Nhưng mà muốn tôi đắc quả thôi. Tôi làm mà tôi không có tác ý thù quán. Tôi muốn tất cả đều thành Phật. Thành ra những cái gì mà khuyết điểm của quý vị đó, mà quý vị quá quá tệ, tôi thấy nó sẽ đi tới xa đọa, thì tôi nói thẳng vô à. Thẳng mực tàu thì nó đau lòng gỗ. Thường thường nó như vậy. Thành ra nhiều vị không dám nói. Tôi nói. Bởi vì tôi nói tôi không có tác ý. Tôi xa đọa tôi cũng chịu nữa. Mà tôi biết là tôi không có tác ý. Tôi muốn tất cả đều thành Phật. Mà mình thì thường thường muốn người ta vuốt mình. Người ta nâng mình lên. Người ta o bế mình. Thì cái mặt mình ở bự. Thì cái ngã càng ngày càng di tế. Còn lần này tôi quết cái ngã. Thì cái ngã bự là tôi quết ngay à. Mà nếu quý vị đừng có đến tôi. Mà đến tôi thì phải chịu đựng à. Tôi nói trước. Thành đã có nhiều người thích tôi, có nhiều người ghét, không ưa. Mà tôi nói thật là tôi không bao giờ kiếm quý vị đâu. Khi nào mà đi kiếm Phật tử đâu. Mà quý vị đến với tôi thì phải chấp nhận. Một là bài vở phải đàng hoàng. Thứ hai là coi chừng cái đầu tóc. Thì tôi là đến cầu đạo với trả bài có hai cái đó à. Thì quý vị đến thì có nhiều người khôn. Thì có cái năm giới, năm điều ác không làm, năm điều lành phải làm. Rồi cái rửa lòng trong sạch là có. Làm sao để mà biết cái tiến trình năm quẩn của mình. Cái tiến trình năm quẩn này quý vị tu bây giờ 50 năm cũng chưa chắc là biết nó rảnh. Còn năm điều ác không làm, năm điều lành làm thì giới ợp thôi. Thế mà có người Phật tử thọ giới rồi cũng chẳng hiểu được, chẳng biết được năm điều lành, năm điều ác. Mà có biết cũng chả lộn xộn. Nó có thứ lớp của nó. Quý vị phải nhớ cái chỗ đó. Thành ra về ai cũng phải học thuộc năm điều ác không làm, năm điều lành phải làm. Và rửa cái tâm trong sạch là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì hôm nay tôi nói về sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Thì trước tiên, chúng ta có con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Con mắt đó kêu là sinh lý hay là căn. Tiếp xúc với trần là vật lý, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Khi con mắt tôi là sinh lý tiếp xúc với cái vật là trần, cái chai, nước khoáng. Thì cái đó là vật lý đó, nó đâu có sự sống, nó không có cái biết. Còn con mắt tôi có sự sống. Mà con mắt tôi trên này có sự sống là tôi có ăn uống ngủ nghỉ. Mà tôi móc con mắt ra rồi thì nó thành vật lý, nó không có sự sống nữa. Thành ra giữa sinh lý và vật lý là một sự trao đổi qua lại thôi. Cái bông đó, quý vị nhổ lên trên đó rồi là cái bông thuộc vật lý. Mà quý vị trồng xuống nó sống lại thì nó thuộc về sinh lý. Mình nhớ cái chỗ đó. Thì con mắt mình cũng vậy ở trên này. Ở trong con người mình. Mà hãy mình ngã xuống mình chết thì con mắt biến thành vật lý. Mà lúc mình còn sống thì nó là sinh lý. Rồi. Khi mà con mắt tôi mà duyên khởi với cái chai nước khoáng thì chai nước khoáng sẽ in trên cái tròng đen của tôi. Thì bây giờ cái cảm giác mới mượn cái tròng đen để phát ra cảm giác dễ chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, kêu trạng thái vững dưng. Thì cái chai nước khoáng là địa ngục vô gián. Còn con mắt tôi là địa ngục hữu gián.
Nếu tôi nhận chai nước khoáng này, tôi khoái nó, tôi nói nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì bây giờ cái tâm tôi là tâm địa ngục. Ví dụ như cục vàng đi, cái thay nước khoáng bằng vàng, vàng cũng là vật lý, mà tôi khoái vàng quá, ai mà lấy vàng tôi phải bước qua cái xác chết của tôi, thì bây giờ tôi là địa ngục. Mà tôi thấy vàng không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, thì tôi là Phật. Mới vậy thôi. Rồi tôi thấy vàng là quý, tôi phân tích nó, nhưng mà nó ích lợi cho mình cũng phải ích lợi cho người khác, chứ không ích lợi cho mình không. Thôi mình chia sẻ với người người để cùng hưởng cái sự quý giá, cái sự mà tốt của vàng, bởi vì nó ít có hư lắm. Trong tất cả các kim loại thì nó là vững chắc hơn hết. Chẳng hạn làm như cái răng vàng thì quý nhất, mà đeo đồng hồ vàng thì quý nhất, mà các dây chuyền vàng cũng quý nhất. Cái này đối với người nữ là trên hết, vàng là trên hết. Nhưng mà cái đó tại mình đánh giá nó thôi. Có những dân tộc mà thiểu số đó, người mà dân tộc đó, họ đổi một ký muối với một ký vàng, vàng đâu có ăn được. Cái chừng mà hạn hán chừng 20-30 năm thì một ký muối đổi một ký vàng, một ký vàng mà đổi một ký gạo không ai đổi. Mình đã đánh giá là do mình đánh giá thôi. Thành ra người nữ khoái đánh giá vàng lắm. Thành ra cứ bị gạt hoài. Rồi đeo vàng, đeo đỏ tay hết. Rồi xui chiến cho nó giết mình, nó chặt lấy cánh tay nó lấy. Có người tôi nói thì giận, có người tôi nói thì sửa. Mà tôi thì cái miệng tôi vậy, tôi thấy cái gì sai, cái gì nguy hiểm cho Phật tử là tôi nói thôi. Còn không thì lánh xa tôi. Cái đó là tôi thấy là tôi không có tác ý, mà tôi muốn, thật sự tôi muốn quý vị đó, tất cả mọi người đều thành Phật chứ không thành trời nữa. Thành ra tôi mới nói pháp môn tịnh độ, thời buổi này mà đắc quả thánh nhập lưu nhất lai bất lai rất là khó. Nhất niệm thì cũng còn khó, mà nhất niệm quý vị có thể làm được. Còn nhất niệm không được thì nhờ bán hữu niệm, cũng nhất niệm thôi. Mà nhất niệm thì mấy vị tự lực là có thể danh vượt cõi trời. Nhưng mà cái phát nguyện A Di Đà 48 lời nguyện rất là rõ ràng. Nếu mà các con nhất niệm mà phát nguyện nhờ ta tiếp dẫn thì ta không bỏ người nào hết. Chỉ có pháp môn tịnh độ mới dám nói vậy. Nhất niệm mà thành Phật là chỉ có pháp môn tịnh độ thôi. Còn tất cả cái khác thì phát nguyện nhất niệm thành trời. Tịnh độ cũng vậy. Nếu nhất niệm thì tự nhiên thành trời, nhưng mà thêm cái phát nguyện nữa. A Di Đà ơi, con không muốn về cõi trời. Cõi trời thì phước báo, giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Mà con không muốn, con biết có phước là có tai họa, có tội. Con muốn về cõi Phật để rồi con thoát khỏi luân hồi, con không có nằm trong phước hay trong quả nữa. Nghĩa là ở trong phước, trong quả mà con không hề dính mắc, con không hề đau khổ trong đó. Thành ra chúng ta thấy qua đạo Phật thì cuộc đời này đâu phải là khổ. Vì cuộc đời là sướng hay sướng? Cũng không phải là sướng. Người ta thường lầm cái đạo Phật là đạo chán đời. Đức Phật có nói khổ, cuộc đời này là 8 khổ, là 3 khổ. Nhưng mà đâu phải có cái khổ đấy không, mà còn tiếp tục tứ diệu đế 4 cái. Là khổ là do tập chứ không phải là do cuộc đời. Sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, người kể đủ hết. Mà kể tới là mình thấy mình nhồm gốm cái thế giới này, nhồm gốm cái sắc thân này. Nhưng mà sự thật sắc thân đâu có gì mà đáng nhồm gốm. Mà đâu có gì là sạch đó, đâu có gì đáng là sạch. Mà nó chỉ là một khối điện tử tụ hợp lại thôi, chứ nó đâu có phải là thật. Nhưng mà do cái nghiệp đã chụp mũ nó, cải sửa nó, thì cái nghiệp là gì? Tức là tập đế. Thành ra chữ tập nó khó giảng lắm. Thành ra phải dùng nhiều danh từ. Tập là cái định nghĩa mới đầu của nó là cái thói quen. Tôi làm riết rồi tôi quen thôi, chứ không phải là cái miệng, không phải là lỗ tai, không phải là con mắt. Tôi uống cà phê bây giờ tôi ghiền, tôi uống rượu tôi ghiền, là cái miệng tôi ghiền. Do cái sai đó mà chúng ta đau khổ. Không có cái miệng nào mà ghiền rượu hết trơn.
ăn món ngon thì tôi ghiền món ngon, cái miệng đòi ăn đâu mà có cái vụ đó, ăn cơm không ăn mà cái miệng nó đòi hủ tiếu, miệng nào mà đòi hủ tiếu, mà cái gì đòi? Chúng ta không bắt đúng mạch là chúng ta mãi khổ đau. Sanh già bệnh chết đâu phải là cái khổ, mà tại sao Đức Phật nói sanh già bệnh chết là khổ? Mẫu giáo là phải đến dần y tờ tờ y tí. Mà khi mà đọc chữ rồi làm thơ rồi thì mẫu giáo phải bỏ. Mà có mẫu giáo không? Cái đó là cái khó. Nói mẫu giáo không có là sai, nói mẫu giáo có là trật. Có ông bác sĩ nào mà khỏi qua mẫu giáo đâu. Mà bây giờ ông viết thuốc, tên thuốc đó, ông phải đánh dần ông đáp không? Không có cái vụ đó. Nên là chúng ta phải hiểu thôi, đọc mà không có cái gì mà có, mà cũng không có cái gì là không hết. Có là có với thời gian này, với chúng sanh này, với trình độ này. Mà khi trình độ cao thì cái có lại khác. Nhưng mà rồi tất cả mọi trình độ đều là sai lầm hết, không có trình độ nào đúng hết. Dù lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp mẫu giáo, lớp 12, đại học, cho tới bác sĩ, cho tới kỹ sư, cho tới bác học, đều sai lầm hết. Học thật độc đáo vậy đó. Lớp mẫu giáo nó cũng có đúng, đúng theo mẫu giáo. Nếu mình chưa biết chữ, biết cái gì rồi phải ráp dần, bác sĩ cũng phải ráp dần, dù bác học cũng phải ráp dần. Như vậy là nó đúng như mẫu giáo. Nhưng mà lên lớp trên, lớp dưới lại sai. Rồi lên lớp trên nữa, lớp dưới lại sai. Thành ra vấn đề thiện ác là vấn đề khó chỗ đó, mà 62 tôn giáo không biết thế nào là thiện như thế nào là ác. Chỉ có Đức Phật này nói một cách rõ ràng. Thật ra không cái nào là thiện, không cái nào là ác hết đó. Như vậy thì giữa hiểu lầm giữa cha mẹ con với cha mẹ bên chồng con giải quyết làm sao? Giữa chồng con với cha con giải quyết làm sao? Giữa anh em bên vợ, anh em bên con giải quyết làm sao? Thì ngoại đạo giải quyết không nổi, tới Khổng Tử phải la trời. Duy nhân nan, làm người là khó. Đức Phật nó khó dễ là do cái hiểu biết mình thôi, không có gì khó mà cũng không cái gì dễ hết trơn. Thành ra Ngài trả quyết một cách suôn sẻ. Nhưng Ngài kết luận cái đó chưa nha. Cái nghi đầu tiên đó là không biết thế nào phải quấy. Thì Ngài nói cứ theo giới luật thôi. Người năm giới thì phải hơn người ba giới, nhưng mà năm giới lại sai đối với người tám giới. Tám giới là đúng nhưng mà sai với người ác hơn người mười giới. Thành ra khi cha mẹ ở nhà mà không giữ giới, con không giữ giới thì con phải lại cha mẹ. Cha mẹ đúng hơn. Cái ơn sanh thành nó lớn rộng rộng cả trời biển. Nhưng mà khi người con xuất gia rồi thì người con cao hơn mẹ. Mẹ phải lại lại con. Người con đúng hơn. Làm sao mà giữ giới được? Trời, giữ giới là cả một vấn đề. Lấy người gì đây giữ năm giới mà qua tám giới không được. Mà tôi nói thẳng quá có người giận tôi. Thì gặp tôi làm à, quý vị lớn tuổi già rồi, sắp về cõi Phật rồi thì bớt cái chân diện một chút. Khi mình còn con gái thì khác, rồi đã có chồng, có con, có cháu rồi mà cũng còn sửa soạn. Như vậy rồi tôi không nói sao được. Như vậy rồi làm sao về cực lạc? A Di Đà ơi, con muốn về cực lạc mà bển có son phấn đồ không? Là ai gì đó nó không có à, cái vụ đó không có à, thôi con ở lại trần trần gian này đi cho nó sướng. Con thỉnh thoảng rồi con còn đi đám cưới với mấy đứa cháu rồi con cũng thoa son dồi phấn rồi mới qua bển, rồi con lấy cái gì son phấn ở đâu? Thì chúng ta thấy nếu còn ghiền là không thể vãng sanh được, mà dứt cái ghiền là cả một vấn đề, tôi thấy vậy đó. Cái ý chí phải thật là mạnh. Có người tôi nói cả dứt liền. Có người nó không thẳng thẳng sư ơi, sư làm quá con chịu không có nổi, con bớt từ từ. Nó bớt từ từ rồi biết chừng nào mà cái vô thường nó tới không. Biết từ từ chừng đó không gặp tôi nữa hay tôi không gặp cô nữa, chưa biết ai đi trước đâu. Biết làm thì làm ngay bây giờ chứ đừng có hẹn. Tôi là tôi không chịu những người nói chuyện tôi hẹn, tôi thường đuổi vậy. Việc chi làm được hôm nay xin đừng lần lựa ngày mai thì làm. Thôi giờ chúng ta trở lại con người mình heo. Tôi thì quý vị thông cảm cho tôi. Cái tánh tôi bây giờ tôi thấy không thể chần chờ nữa. Nói thẳng vô, đau thì ráng chịu. Người nào muốn thì cứ cứ lý ý chí mạnh dứt. Mình đâu có dạng trai bây giờ tôi nể để 10 ngày đó. Chứng là phải gặp tôi phải trai trường ấy.
còn 2 ngày 4 ngày 6 ngày tôi đuổi đi liền. Cái đó là bị Đức Phật sư trưởng dạy là 10 ngày, năm giới 10 ngày, tôi cũng kính sư trưởng tôi để vậy thôi. Chứ đúng là tội giới là phải chay trường thôi. Thì thôi bây giờ chúng ta trở lại con người của chúng ta, để quý vị biết chừng nào mình chết. Giờ mình chết mình đi về đâu? Cái này quý vị phải nắm ngay bây giờ, rồi mình mới coi cha mẹ mình còn sống tạo tác những cái gì, hành động như thế gì, thì biết cha mẹ mình chết về đâu. Thật là cái chết không phải là điều đau khổ, mà cái chết cũng đâu phải là điều hạnh phúc, mà là chết như thế nào. Thì như tôi nói nãy là có thấy, chúng ta thấy không phải bằng mắt, không phải nghe bằng tai, không phải ngửi bằng mũi, không phải đi bằng chân. Như nói vậy là không có mắt thấy không sư? Thì không có mắt thì cái thấy vẫn có. Thí dụ bây giờ tôi đưa 2 con mắt đi, mà nếu tôi còn sống thì cái thấy tôi vẫn còn. Nếu tôi đi bác sĩ giỏi trị con mắt thì cái thấy vẫn trở lại. Nhưng mà khi cái linh hồn tôi ra khỏi thể xác rồi, 100 con mắt này cũng không có thấy được. Con mắt tôi còn tốt cũng không có thấy được. Nhưng mà tôi lỡ làm hư con mắt nó đuôi rồi thì cái thấy tôi tạm dừng. Thấy là thấy bằng linh hồn, thì linh hồn còn trong người tôi thì cái thấy còn. Thành ra tôi hỏi quý vị đâu giờ có cái bóng đèn, điện nó chạy rồi, tôi đút cái bóng đèn nó phát ra ánh sáng, thì ánh sáng này ở đâu? Của bóng đèn. Trật lất. Của bóng đèn là của con mắt. Bóng đèn làm sao có ánh sáng? Ánh sáng là cái luồng điện linh hồn. Tính linh hồn là mượn cái bóng đèn con mắt để phát ra cái thấy ánh sáng. Như vậy nó mới rõ. Rồi bây giờ cũng cái luồng điện đó tôi đút vô bằng ủi, thằng ủi nó cho cái sức nóng để ủi đồ. Cái sức nóng này ở đâu? Cái bằng ủi trật lất. Phải là có luồng điện chứ. Rồi tôi đút vô quạt máy, quạt máy nó quay. Thì cái quay quạt máy là do đâu? Do quạt máy. Quạt máy làm gì quái? Do cái luồng điện nó đi mượn cái quạt máy để nó quay. Rồi đút vô tủ lạnh nó cho nước đá nhảy đâu? Do tủ lạnh, đâu có đúng, do luồng điện. Dùng luyện mượn cái tủ lạnh đủ điều kiện nó mới phát ra cục nước đá được. Vậy thì điện là gì sư? Vậy cái ánh sáng phải điện không? Cái bằng sức nóng mà ủi phải điện, hoặc máy quay phải điện, tủ lạnh, nước đá phải điện không? Không cái nào phải hết, mà cái nào cũng phải hết. Tôi không phải nói là chơi chữ nha, không phải ba phải. Vì thấy có phải vậy không? Cái ánh sáng là cái dụng của điện. Cái sức nóng là cái dụng của điện. Cái quạt máy quay là cái dụng của điện. Điện có một nhưng mà vô số tác dụng. Thành ra cái linh hồn mà đút vô con mắt thì nó cho thấy, linh hồn đút qua lỗ tai nó cho nghe, linh hồn đút qua lỗ mũi nó cho cái ngửi, linh hồn đút qua cái miệng nó cho nói, linh hồn đút qua cái chân nó cho đi. Thì nói vậy thì quý vị hiểu, còn không nói quý vị không biết mình là cái gì. Vậy thì mình chính là luồng điện linh hồn, chứ mình đâu phải cái thể xác này. Thể xác này chỉ là cái tai sai của linh hồn. Mà thể xác thì phải chết, còn linh hồn làm sao chết? Nó bao giờ cũng như bao giờ, ngàn năm kiếp từ xưa giờ cũng vậy, mà tới mai và mãi mãi về sau nó cũng vậy đó. Cũng như cái dòng nước ở sông, bao giờ nó cũng vậy. Mẹ có tham sân si, có gió rồi thì nó làm lỗi sống, thì sống này đâu phải là nước. Vậy là sống khác với nước hay sao? Sống cũng không khác với nước. Chúng ta phải ngồi cho nhiều rồi lắng lợi rồi chúng mới nhận được. Chứ tôi nói vậy là của tôi. Thành ra tôi thường năn nỉ quý vị đó, làm sao ngồi thiền cho nhiều. Mà ngồi thiền vô cái phòng rồi ở đó treo hình quạt máy đèn điện tùm lum ngồi ông nội đó, cái tâm nó không có thanh tịnh. Rồi bây giờ bày đặt ngồi lấy cơ su, lấy cái mụn gì hết chùm vô nó ra, mồ hôi ướt hết trơn, nó thấy tầm bậy tầm bạ thì nói là ấn chứng. Ấn ông nội đó chứ ấn chứng gì mà kỳ cục vậy. Cái đó là ma quỷ ở trong cái thần thức mình nó hiện ra tầm bậy tầm bạ. Mình thấy Đức Phật lần nào cũng vậy đó. Sau khi giảng pháp rồi, các con nắm pháp rồi, nhưng các con phải tìm chỗ vắng để nghiền ngẫm đó. Căn nhà trống phải tham ma, bên bờ suối, bên thác nước, bên bờ biển vắng lặng, mấy con để chiêm nghiệm. Chứ đâu phải ngồi nhắm con mắt rồi gục cho đã. Ngồi thiền, ngồi phải trước bờ biển rộng, cái bãi
cái ruộng trống trơn, cái tha ma, cái nghĩa địa, người nữ nó không dám đi tha ma. Tôi thì tôi khoái tha ma nghĩa địa lắm, sống người chết nó lặng trang. Cái nghĩa trang nào mà chừng 2-3 ngàn mã đó thì tôi ngồi đã rồi. Tôi thì tôi thích đi chùa Miên, ở chỗ đâu cái lò thiêu của chùa Miên là thanh vắng nhất, không ai dám lợi hết đó. Tôi đi bát rồi, có tôi mở bát rồi cái tôi vô đó tôi ngồi tôi ăn lại đó luôn, từ sáng tới chiều không có 1 bóng người, ai cũng sợ cái lò thiêu đó. Ngoài mình tu mình còn sợ cái gì nữa, ai cũng sợ cái nghĩa địa hết trơn á, nhất là mấy thầy tu. Tôi đây có ông thầy tu ông sợ nghĩa trang. Tôi tính là bắt ông ra ngủ với tôi một vài đêm ở bên bên mã. Người chết với mình có khác gì đâu, bắt quá là không có xác thân, họ có cái thần thức, cái linh hồn. Linh hồn với linh hồn của mình thì có một thứ thôi, có gì đâu. Mình là thầy tu, nó lợi nó đè mình nói gì thì mình nói pháp mình độ nó. Cái pháp lý là trên hết, mà nếu mà không có pháp thì phải chịu thôi. Thành ra tôi năn nỉ quý vị làm sao phải có pháp lý, nhất là thầy tu thì không cần cái gì hết, không tiền không bạc không nhà không cửa không vợ không con không gì hết, nhưng phải có pháp. Pháp là thầy của ba đời chư Phật, thầy của tất cả chúng sanh, thầy của mình. Pháp là cái gì ha? Là cái hiểu biết của mình. Mà có hai thứ pháp, một cái hiểu biết bằng vọng tâm là có hình tướng, tức là cái này, do căn là con mắt, do sắc trần là sự vật, do căn là cái lỗ tai, do thinh trần là sự vật vật lý, thì mới phát hiện ra cái cảm thọ. Thì cảm thọ tính là pháp, tính là cái biết, mà cái biết là cái biết của vọng tâm. Thì con mắt sắc trần đều là pháp hết, mà nếu mình không hiểu nó là mình không hiểu đạo Phật, mình sẽ đau khổ. Thành ra quý vị nhớ, khi mà con mắt tiếp xúc với sắc trần phát hiện nhãn thức, lỗ tai tiếp xúc với thinh trần phát hiện nhĩ thức, lỗ mũi tiếp xúc với hương trần phát hiện tỷ thức, thì sắc mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thinh hương vị xúc nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, năm cái này đều nằm ở trong chúng ta. Nhưng mà thật sự đó, nó không có con mắt, không có sắc trần vậy đâu, nó chỉ là cái điện tử lù lù đang quay mầm trong vũ trụ. Thì cái này quý vị phải ngồi thiền cho nhiều thì mới thầm hội thôi, chứ tôi không dễ giải thích được. Chỉ khi nào quý vị đắc quả nhập lưu, quý vị mới thấy được cái này. Còn bây giờ quá quá là quý vị thấy mờ mờ, quý vị chạy trốn thôi. Chạy trốn đi đâu? Lên người trời. Người bắt đầu mới có nghiệp. Ở đây đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, hương, vị, xúc, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, cái kia là địa ngục hữu gián, địa ngục vô gián, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là ngạ quỷ. Là một trạng thái hỗn độn. Hỗn độn là gì? Là nó không có ngăn nắp gì, nó chuyển biến nó tùm lum hết trơn. Thì khoa học kêu là điện tử âm dương, còn vi thức kêu là chủng tử âm dương, cũng âm dương thôi. Nhưng mà không có ai điều khiển, nó sống theo bản năng, nó quay muốn sao nó quay. Rồi lâu lâu nó mới gặp nhau một cái thì nó thành ra một khối lù lù. Thì cái nghiệp của chúng sanh đó, từ đây mới có người, mới bắt đầu cải sửa, nó có con mắt, có sắc trần và có cái nhãn thức. Thành ra chỉ có con người mới có nghiệp, và chỉ có con người mới có đau khổ. Thành ra chúng ta, ngạ quỷ là gì? Là có cái. Có cây thì chúng ta thấy cỏ cây cái đầu ở dưới đất mà cái chân trở lên trời. Ta nói trồng chuối đó, cứ ngược ngạo. Nó có biết gì, nó không ngược ngạo. Nó cho vàng là quý, là đồ ăn là quý, tiền bạc là quý, nó thấy là nó nhào vô vực, chứ nó không có tư tưởng, không có tính toán gì hết. Thì hiện giờ chúng ta thấy có thân thì thân người, mà cái tâm ngạ quỷ thì chết rồi thành cái chuối thôi, thành cái cổ thọ, thành cái cỏ. Thành ra chúng ta mới thấy Đức Phật nói là thân người khó được,
mà tôi không hiểu, tới bây giờ tôi mới hiểu, không biết làm sao mà khó. Nó chỉ là một khối lù lù của điện tử thôi, rồi nó quay mầm như vậy là lâu cái nó kết tụ lại được cái sắc trần. Nói về con mắt là một cái khối lù lù kết lại có hình tướng lờ mờ, mà đâu phải là cái chai nước biển này hay là cây cối chưa có đâu, nó chỉ là một khối lù lù thôi, rồi nó quay mầm nó kết lại thành một cái con mắt, mà cũng chưa có con mắt, chỉ là một khối kết tụ lờ mờ thôi. Rồi hai cái này nó mới duyên hợp với nhau một cách là hỗn độn thì nó có cho cảm giác lờ mờ nữa thôi. Thì ba cái này toàn là ở trạng thái hỗn độn mà đạo Phật kêu là vô minh. Vô minh hạng nặng, hạng nặng nhất đó là sắc trần, chưa có cái biết, chưa có sự sống, kêu là địa ngục vô gián. Rồi nó kết tụ cao hơn, nó cải sửa chuyển biến lên nhanh hơn chút nữa thì nó thành địa ngục hữu gián là mắt tai mũi lưỡi. Nhưng mà cũng là hỗn độn, tới cái nghiệp người bắt đầu mới có cải sửa. Thì chúng ta thấy có con mắt, có sắc trần, đây là do cái nghiệp cải sửa nó, tức là con người mới thấy. Mà có cải sửa thì biết đau khổ mới cải sửa. Còn cái hỗn độn nó có biết gì đâu mà cải sửa, nó không có tư tưởng mà cũng chẳng có ý chí. Chúng ta mới nói là trong kinh nó manh quy phù mộc dĩ kỳ thường, cái gì đó tam giới nan đầu nan tạo ngộ gì đó, nghĩa là cả trăm năm con rùa mù là chúng ta đó, con rùa đuôi đó từ ở dưới đáy biển mới bò lên, rồi kiếm được cái khúc gỗ mà nó trôi ở trong ấy đó, thì khi nào nó gặp được cái khúc gỗ này, rồi khúc gỗ có một cái lỗ nhỏ con rùa nó đút đầu vô đó được, mà đó là đuôi nó làm sao biết đút. Khi gặp được như vậy là cả trăm ngàn kiếp thời gian mới làm được cái thân người thôi. Thành ra Đức Phật hỏi cái đất ở trong ngón tay của Như Lai, cái đất ở quả địa cầu cái nào nhiều? Thì chư thì kêu nói đất trong lỗ tay, ngón tay Đức Thế Tôn làm sao ra đất bên ngoài, nói thân người như vậy đó. Thân người nó khó được như đất trong ngón tay. Mà chúng ta giờ được thân người không chịu tu. Tôi thấy là tôi tội nghiệp, thành ra nhiều lúc là tôi hơi đau lòng, tôi nói thẳng. Ghét tôi thì ghét. Tôi là muốn quý vị, cái tâm tôi là muốn tất cả quý vị thành Phật chứ không muốn thành trời nữa. Nếu quý vị giữ giới, năm giới, quý vị ăn chay mà niệm Phật mà nhất niệm quý vị thành trời. Trời là quý vị khoái hưởng thước rồi, hết thước rồi, cũng luân hồi thôi. Ở đây có nhiều người, tôi giảng nhiều khi tôi bực. Cô tôi hỏi cô tôi để làm gì, có nói con thích làm hoa hậu hả? Tôi nói tôi vú một bộp tay á, hoàng hậu thì nó sướng thiệt, giàu sang quan quyền vua chúa sung sướng của cõi trời, bây giờ làm vua trời bây giờ cũng đừng có tạm, mà thân người nữ mà sướng như gì, hoàng hậu tôi ta làm vua sướng hơn, mà vua cõi đất này ăn thua gì, còn dưới quyền vua cõi trời dục giới, vua của tứ thiên vua, mà vua là dạ ma đau lợi đau sức tha quá quá lạc cũng còn thua vua cõi trời sắc giới. Mà sắc giới còn thua vua cõi trời là vô sắc giới. Vua chuyển luân thánh dương còn thua chuyển vua chuyển luân dương còn thua chuyển luân thánh dương. Mà chuyển luân thánh dương ăn thua gì? So với quả nhập lưu không bằng cái lai quả nhập lưu. Thành ra cái hiểu biết quý vị vậy là chết rồi. Chết đâu có gì cực lạc, muốn làm vua thì phải về vua thôi. Chứ làm sao mà vua mà làm hoàng hậu thì chết mồ à. Làm người nam vua, ông vua sướng hơn hoàng hậu. Hoàng hậu ở dưới viện vua. Thành ra mình thấy cái hiểu biết này nguy hiểm. Hiểu biết sai lệch là đau khổ. Dù có làm vua cũng đau khổ. Tám, 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 tám khổ, Đức Phật kể tám khổ rất hay. Không cái nào thoát khỏi cái khổ hết. Cả tới người xuất gia cũng nằm trong khổ. Làm vua cũng khổ, làm quan cũng khổ, hay làm tù tội cũng khổ, hay là thiếu căn cũng khổ, ngày kể đủ hết, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, mà xuất gia được cũng khổ. Quý vị hỏi mấy sư xuất gia, tôi là xuất gia, tôi từng khóc mấy lần đó. Chỉ có đắc quả thôi, cư sĩ mà đắc quả thì cũng sướng, cái đắc quả là cái quan trọng nhất. Như sư trưởng nó có ba mấy tuổi là đã đắc quả rồi, còn bây giờ tôi là bảy mấy tuổi già rồi mà cũng chưa đắc quả thì cũng vẫn còn nằm trong cái khổ.
Rồi Phật tử tưởng là ngon á, ông con ngon a la hán, láng quả thì có. Mà quý vị ngộ là không chịu trở về với mình, mà cứ tin người khác không à. Mà tôi giảng đây tới mỗi người nên trở về với mình. Trên đời này không ai thương quý vị đâu. Dầu cho Phật Thích Ca, dầu Di Đà, tôi nói không có thương quý vị. Ai mà làm cho quý vị thành Phật thì người đó mới là người mà đáng kính. Không có Phật Di Đà nào làm cho mình thành Phật đâu. Không có ai làm được hết, chỉ có mình thôi. Mà tôi nói mấy lần quý vị cứ bỏ mình đi phê phán người này, ông sư này đắc quả, ông sư kia đắc quả, đắc cái mốc gì, làm sao quý vị biết tôi đắc quả. Mà tôi thấy bây giờ Phật bà ở đây thọ ký cho tôi thường lắm. Tôi năn nỉ quý vị trở về với mình đi, giữ năm giới rồi tám giới, mà tám giới có ai dám giữ đâu. Mà thôi xôn dội phấn, mà tôi thấy tôi nói thẳng mà cái giận tôi nói, giận thì đừng có gặp tôi nữa. Tôi đã nói vậy, phải cố gắng giữ giới nó bảo vệ cho mình. Cái y nhẫn nhục, cái giáp sắt mà bảo vệ cho mình lại bỏ, người ta nói, người ta chỉ cho mình là mình giận. Thì mình phải nhớ chỗ đó. Thôi bây giờ trở lại ha, thì chúng ta nên nhớ vô duyên con mắt, vô duyên vật lý, sinh lý, tiếp xúc với vật lý ha, thì phát hiện ra cái tâm. Tâm đầu là ngạ quỷ. Thành ra 18 giới này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, 18 cái này đều là cái trạng thái của vô minh. Tức là không có hình tướng như mình thấy vậy đâu. Nó là một khối lù lù hỗn độn. Cái ông mà ông Lão Tử dùng cái danh từ hỗn độn tôi thấy hay. Thì đạo Phật kêu là mờ mờ. Cái mờ mờ là hỗn độn chứ gì, nó không có phân biệt gì hết trơn á. Thành ra cái này kêu bốn đường ác, sống dưới bản năng. Mà đạo Phật dùng danh từ rất hay, kêu là sống với nhân quả, chưa có nghiệp. Thì giữa nhân quả và nghiệp, quý vị phải nhớ chỗ này rất là quan trọng. Loài thú chưa có nghiệp, vật lý, sinh lý, cho tới ngạ quỷ, cho tới súc sanh, chưa có nghiệp. Mà chưa có nghiệp thì không thể thành Phật được. Mà chưa có nghiệp thì không hề biết đau khổ. Thành ra có nhiều người sai. Ví dụ mà làm cho người ta hiểu lầm, như ông Sơ Va ông lấy ví dụ làm sao sống như loài chim, loài cá. Nó không bao giờ lo uống, nó sống một cách là hồn nhiên. Cũng như tuổi trẻ hồi thời học sinh, ai nít bây giờ xong ra 6-7 tuổi là sung sướng nhất. Sung sướng ông nội tôi, cái thứ ở địa ngục ngạ quỷ chưa có biết mà sung sướng khổ đau cái gì. Mà không biết khổ đau là không bao giờ mà thành Phật được. Mấy đứa con nít mà sanh ra ha, tôi không nói những trường hợp đặc biệt, nó cỡ năm bốn năm tuổi, 3-4 tuổi, quý vị nó vuốt ve mơn trớn, nó cười khoái, quý vị chửi ông nội nó, chửi nặng nó cũng cười thôi. Còn quý vị khen nó quý này kia mà quý vị cái mặt mày nhăn nhó nạt nộ nó khóc liền. Nó có biết cái gì đâu. Còn ông già thì khác, chính ông già đắc quả, ông biết hết. Nhưng mà ông giống ông nít, chửi ông cũng cười, mà khen ông cũng cười. Ông không có cái trạng thái tỏ ra sân giận hay là cái gì, cũng một mực thôi. Cũng như Đức Phật thì như thế nào cũng mỉm cười thôi. Nụ cười châm biếm, nụ cười thấy thế sự là huyền ảo mà chúng sanh cứ mê trong đó. Thành ra giữa một đứa nhỏ, giữa ông già đắc quả, nó giống hệt nhau. Đứa nhỏ mình chửi nó mà mình nói chửi nặng nó mà mình cứ cười cười nó khoái vô cùng. Còn ông già khi mình chửi ổng mà mình nói gì nói, ổng cũng mỉm cười thôi. Mà khi mình vuốt ve ổng thì con đứa nít nó khoái, ông già cũng vậy đó. Giống như trẻ con thôi, nó tánh như trẻ con. Tình với người tiên là thường thường tu trở lại trẻ con. Trẻ con là hồn nhiên. Nhưng mà đây chúng ta phải theo dõi cho kỹ con người của mình. Thì trạng thái đầu tiên đó là do con mắt tiếp xúc với sắc trần. Ví dụ con mắt tôi nhìn thấy vàng,
thì tôi thấy vàng quý tôi nhồi vô tôi chụp liền, còn đấy đâu thì tôi không có phân biệt gì, cái này đó là ngạ quỷ. Còn ở trời cũng vậy, cũng thấy vàng vậy, cũng biết nó là quý, nhưng mà ta có cái nghiệp, tức là ta biết nhận xét, biết phân biệt, biết quyền lợi, biết trách nhiệm của người ta, biết là cái hậu quả của cái việc làm. Còn loài súc sanh nó làm không biết hậu quả, làm mày làm tới đâu hay đó. Thành ra chúng ta thường nói nó, mày thích cái gì làm cái nấy, mày không có suy nghĩ gì hết, đây là ngạ quỷ. Nó thích là làm, thích ăn là vào vô dục thôi, chứ không có cái tính toán suy nghĩ, không có sự phân biệt. Còn tới súc sanh là có phân biệt, nhưng mà không có suy nghĩ lợi hại, không có nghiệp. Mày muốn nói cái gì, mày nghĩ sao mày nói vậy? Nghĩ sao thì nói vậy, chứ là không có nghĩ tới cả hậu quả của cái lời nói. Thì khi nào nghĩ tới hậu quả đó là người đấy. Còn loài thú súc sanh thì nó tưởng sao làm vậy, chứ không có nghĩ tới hậu quả cuối cùng. Thành ra chúng ta thấy con người độc đáo là bắt đầu có nghiệp. Thì sư trưởng mới nói đó là ba giới, cõi người, nhưng mà cõi trời thì cao hơn. Có suy nghĩ, có đắn đo, nhưng mà không có kinh nghiệm. Thì cái này là cõi người, chứ chưa tới cõi trời dục giới. Chúng ta thấy có nhiều người suy nghĩ đắn đo, nhưng mà nó thành công. 10 chuyện thành công hết 8, 9. Còn có người suy nghĩ đắn đo, 5 chuyện thành công, 5 chuyện thất bại. Là bởi vì chưa có kinh nghiệm. Thì có kinh nghiệm bây giờ mới có linh hồn. Thành ra chúng ta để ý không? Sinh lý, vật lý chưa có linh hồn. Tới ngạ quỷ lấy cái cảm giác lờ mờ làm linh hồn, mà chúng ta thường kêu là thọ thọ thần. Cái cỏ cây cái thọ thần yếu, tới cây mà cổ thụ cả trăm năm nó có cái thọ thần, tức là cái cây chết rồi còn cái thọ cảm nó xuất ra, nó mang cái thất cây khác. Thì những cây mà ở trong rừng mà cả trăm năm nó có thể nó giật mình chết, giật là giật bằng cái linh hồn. Linh hồn của nó là thọ thần, là cảm giác, nó không chết. Khi nó xuất ra quý vị ngồi mà mấy cây cổ thụ ban đêm, quý vị thấy cả trăm năm đó, nó có cái làn lửa xẹt lên. Nếu là đỏ thọ thần nó là sanh và Atula lên xuất sanh, còn trắng là nó có chiều hướng của cõi trời, còn xanh là nó chiều hướng nó tu muốn sống lâu theo mấy ông tiên, còn đen thui lờ mờ là nó trở lại địa ngục nữa. Quý vị thấy là ban đêm mà quý vị ngồi ở chỗ mà mấy cây mà cổ thụ lâu, quý vị sẽ thấy có lần lửa nó xẹt lên, chúng ta kêu là thọ thần hay là thọ cảm của cây. Cái cây chết rồi còn cái đó. Tới súc sanh thì nó có tư tưởng, chết rồi còn cái tư tưởng, kêu là cái linh hồn của nó là sự phân biệt, nhưng mà chưa có ý chí, chưa có nghiệp. Tới con người là có nghiệp, cái ý chí con người rất mạnh. Thành ra con người có thể vượt qua những cái hoàn cảnh khổ đau trong cuộc sống. Con thú không có, ngay khổ đau thì chết thôi. Nó bệnh thì con chó mình thấy bệnh nó ăn cỏ vô nó ọc ra hết, không hết thì chết. Nó không có cái tư tưởng dài dặn, chưa có nghiệp. Con chuột mình bắt nó đi rồi mình lấy dầu sơn mình thoa cái đuôi nó thả ra rồi bắt lại nó cũng lọt vô nữa, bắt lần thứ ba nó cũng lọt. Người ta mà không có vậy đâu, người ta có vậy là con người chưa có nghiệp. Giờ tôi đào cái hầm đó, tôi trải rơm ở trên, quý vị đi vô té xuống dưới liền. Rồi ngày mai hay năm bảy bảy bữa nữa quý vị đến đây cứu ngồi, tôi cũng để cái hầm đó tôi trải, đố quý vị lé té lần thứ hai không bao giờ. Nếu té lần thứ hai quý vị là con thú chứ không phải người ta. Quý vị không có cái nghiền ngẫm, không có cái nghiệp, không có cái mà đắn đo suy nghĩ. Con thú không có cái đó, con người có. Thành nó con người bệnh nó có châm cứu, uống thuốc nam thuốc bắc thuốc tây, có xoa bóp, có massage, đủ thứ hết. Cái đó kêu là nghiệp, tức là có suy gẫm đắn đo. Thành ra loài thú nó chỉ sống như nhân quả mà chưa có nghiệp. Mà cái đội quý vị hiểu không rành là quý vị khó mà tiến hóa.
Thành ra một vị thiền sư gì ở núi núi đó cũng vậy đó, làm chủ trì cái chùa đó, mà ông đệ tử hỏi là bậc đại tu hành tất người đắc quả, có lạc nhân quả không? Ông nói không. Rồi về ông suy nghĩ, ông thấy là không sáng tỏ, mà ông tìm cho nó rõ nghiệp với nhân quả như thế nào, tìm không ra, mà ông biết mình nói dối. Đó, con cáo già 500 kiếp sau này gặp đạo nhất thiền sư đó, thì ông mới hỏi lại tôi ở cái núi này trước ngài 500 kiếp, 500 năm rồi, mà tôi cũng trụ trì đây, mà ông đệ tử lại hỏi tôi trả lời là bất lạc nhân quả, là bậc tu hành đắc quả, không có rứt nhân quả nữa. Tới nay nó cắn rứt tôi hoài, tôi sanh lên làm người không được. Giờ ngài cho tôi một câu để cởi mở, thì ông kia chỉ nói một câu thôi là bất muội nhân quả, không có mê mờ, nghĩa là thấy rõ nhân quả chứ không phải thoát nhân quả. Đạo Phật không có bác nhân quả, mà nhân quả không hiểu thì nhân quả nó kéo mình. Còn nếu mà cải sửa nhân quả thì cái cải sửa là cái khôn, cái a lại gia, cái linh hồn, kinh nghiệm, kiến thức, thì kinh nghiệm kiến thức sẽ kéo mình đi vào cõi tốt. Còn khi mình thấy rõ thì không cần kinh nghiệm kiến thức gì hết, mình đừng dính mắc vào thôi, vẫn ở trong nhân quả mà không dính mắc vào nhân quả. Cũng như tôi mời thèm một món ăn nào đó, tôi cố gắng tôi tìm món ăn đó, thấy không? Mà tôi biết món ăn này là không biết tai hại hay không, mà mình không biết gì hết, thì đó lọt vào nhân quả. Còn bây giờ tôi muốn tìm ăn nữa, mà tôi tìm cách cải sửa món ăn cho ngon hơn nữa, thì đây là cõi trời. Bởi vì tôi nói cái nhân quả là tôi, là của tôi, là tưởng ảo, món ăn này thuộc về tôi, vàng bạc này thuộc về tôi, của tôi, thì tôi tiếp tục luân hồi. Còn các bậc thánh nhân thì ta thấy vàng bạc ta vẫn biết nó quý, nhưng nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cái biết mới là tôi. Cũng như tôi đi thì cái thân đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, thì thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm. Mà thân của tôi đi, thân của tôi đứng, thân của tôi ngồi, thân của tôi nằm, thì bắt đầu luân hồi. Mà không biết gì hết, thân đi cũng không biết gì hết, thì đây là bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ. Còn biết bây giờ cái thân tôi đi nó không được tốt, tôi phải đi điều đặn, đi cho có hạnh kiểm một chút, thì tôi cải sửa, thì đây là cõi trời. Thân của tôi mà thân tôi đi không có đoan trang, không có đầm thấm, không có ý tứ, tôi phải cải sửa lại. Và khi thân đau biết thân đau, thì cái thân là của tôi đau. Rồi thân chết, trời ơi tôi chết rồi, thì thân là của tôi mà. Bây giờ tôi muốn khỏi chết thì cõi trời là phải cải sửa cái hiểu biết, cái nhận thức, đi chích thuốc để làm sao cho sống thêm vài chục năm, vài trăm năm nữa. Còn đạo Phật thì khác, nhưng bậc thánh nhân thì khác. Thân thì có thân, mà thân đi thân chết, chứ còn cái biết đâu có chết. Tôi biết thân của tôi thì cái biết mới là tôi, còn cái thân này là cái tôi được biết, thì thân chết chứ cái biết tôi không có chết. Thì các ngài tỉnh queo à, thân sống thì sống, muốn chết thì chết, tùy duyên. Nếu mà còn giáo hóa được thì mang thân thời gian nữa, còn xong cái nghiệp nó hết thì nó vô lợi thiếu, nó vô lợi thiếu chứ có biết tôi đâu có vô lợi thiếu. Nó vẫn bàn bạc ở trên khắp cả vũ trụ thôi, đại khái là như vậy ha. Thì muốn như vậy quý vị phải hiểu rõ cái xác thân mình cần ai á, chứ không phải vậy mới cái biết mới xuất hiện được, chứ nói vậy sao quý vị không có bao giờ đang nhận được cái biết này đâu. Thì quý vị phải từ địa ngục sinh lý, vật lý, địa ngục vũ gián, vô gián, qua ngạ quỷ, là nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thức, rồi mới qua nhãn xúc, tức là cõi người. Làm sao mà có cái nghiệp tập trung cho mạnh, để căn trần thức này nó gặp gỡ nhau, rồi nó đấm nhiễm nhau, rồi tạo ra cái hình tướng cho rõ rệt hơn. Chi vậy? Để hưởng thụ. Chúng sanh thích hỷ lạc, đi từ kiếp này, từ cái xiềng sắt, xiềng cây, xiềng bạc, xiềng đồng, rồi qua tới xiềng vàng kim cương, là muốn hưởng được cái phú quý hưởng lạc. Thành ra có cô nó muốn làm hoa hậu là chỗ đó nó sung sướng. Bây giờ cực khổ quá rồi, con chưa từng được sung sướng như cái bà chị đừng đoán. Tôi cũng nói rồi, hồi nhỏ thì nghèo,
muốn có vàng đeo mà nghèo làm sao có vàng, nhưng mà mong ước được đeo vàng. Thì cái mong ước này làm bà ki cốp, bà góp nhặt cũng tiện tặng lợi vừa giờ có một số vàng thì già khú rồi. Già khú rồi đem vàng ra đeo, mà nhất là cái thời buổi này người ta đang đói khổ mà vàng là quý nhất, mà nó giật được một cái thì được, vì nếu mà tay mình nó chặt cánh tay nó lấy luôn, đâu phải thù oán gì mình. Nhưng mà hồi xưa giờ con ao ước vàng mà không có đồ đeo, bây giờ có mà xưa không cho đeo. Tôi nói tôi đâu phải không cho, nhưng mà tánh mạng bà không bảo đảm được. Chúng ta phải hiểu, phải có một cái suy nghĩ, đeo vàng nó ít lợi gì, còn không đeo nó mất cái gì, và đeo mà được thêm cái gì. Đeo mà cái tánh mạng mình mới nguy hiểm nữa. Hồi thời xưa mà lúc người ta giàu có thì nó dễ, không ai cần vàng. Mà với cái thời buổi này vàng là quan trọng nhất. Có vàng thì có tiền, mà có tiền thì mua tiên mua Phật. Tiền là sức bật cuộc sống, thường là sức sống của ông già. Thì tiền là hết nói, tiền là trên hết. Thì thôi giờ tôi giảng một ít thôi, thì phải hiểu. Thì thời giờ nó quá ít. Quý vị có thể bữa 17 đến Ngọc Trường tôi giảng lại, tôi đi sâu hơn nha, để mà chúng ta biết chúng ta đang ở đâu và khi nào chúng ta chết, rồi chết rồi chúng ta còn lại cái gì, và chúng ta sẽ đầu thai vào đâu. Chúng ta có thể điều khiển cái linh hồn mà đầu thai theo ý muốn mà được hay không? Dĩ nhiên là Đức Phật giảng là phải được, nhưng mà Ngài không đồng ý cái dạng đó. Không đồng ý là đầu thai theo ý muốn. Tôi muốn làm hoàng hậu, tôi có thể tạo cái nghiệp bây giờ, cái thần thức tôi khôn, tôi làm hoàng hậu, làm vua. Nhưng mà làm vua thì hãy có phước là có tai họa. Chúng ta nên nhớ cái hiện tượng giới này, không bao giờ có mặt trời, mà có ngày mà không có đêm. Hoa nở mà không tàn là không bao giờ có, trăng tròn rồi mà không khuyết là không bao giờ có. Mà hãy phước báo thì phải có tai họa nằm trong đó, mà hết tai họa rồi thì tới phước báo. Mình thì muốn phước báo mà không có tai họa làm sao có. Cũng như muốn ban ngày vậy mà đừng có ban đêm, làm sao mà có. Mà muốn ban đêm đừng có ban ngày cũng không bao giờ có. Nó cứ là hồn nhiên nó quay vậy thôi. Chứ là sống như cái bản năng, cái nhân quả nó cứ quay vậy thôi. Nhưng mà mình có quyền chuyển nhân quả, đừng có đầu hàng. Nhân quả không phải là một cái thước định mạng, nhưng mà chuyển nhân quả để qua cái nhân quả tốt hơn thì không nằm trong nhân quả. Cái đó là một cái ngu si mà Đức Phật thương hại cho mình. Chúng ta thích chuyển nghiệp, chuyển nghiệp thì tập trung kỹ mạnh lâu sâu. Mà muốn tập trung kỹ mạnh lâu sâu thì phải giữ giới cho kỹ, rồi phải quán xét cái cuộc này là khổ đau, là do nhiều cái ráp lại. Thì bây giờ ráp một cái cao hơn, di tế hơn. Lần đầu ráp bằng cái sắc thân bên ngoài, bây giờ chúng ta thấy là mắt tai mũi lưỡi tôi kể nãy đó là thân bên ngoài. Thì ăn bằng sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ, chết thú quắc, còn sống cũng thú quắc. Chính cái lỗ cống, hai mắt hai tai ghèn, rồi cất rấy, rồi cất mũi, rồi đồm nhớt, rồi phần tiêu tiểu dơ giấy. Thôi bỏ cái xiềng đó, lên cái xiềng cao hơn, sống bằng cái dây thần kinh bên trong. Thì không ăn uống nữa, có thể nhập định 70 ngày, 70 năm, 7.000 năm, 7 triệu năm. Sống như cái hỷ lạc. Đây rồi tôi giảng tới cái tứ tiền quý vị thấy. Nhưng mà Đức Phật nói cái này cũng còn, cũng còn chết thôi, cũng còn hoài thôi. Sống 7 triệu năm, 7 tỷ năm rồi, 7 tỷ năm rồi cũng hết thôi. Rồi trở xuống, bây giờ lên nữa. Thì thôi đừng có xác thân bên ngoài, đừng xác thân bên trong. Ngon nhất sống bằng cái tưởng tượng bao la, thì sống bằng với các bậc thánh. Nhưng mà bằng không, cái chỗ này mấy chỗ có nó khác nhau. Thì cái đó chúng ta phải học, phải ngồi thiền, phải nghiền ngẫm, phải nghe giảng, rồi kiếm chỗ ngồi thiền. Cái ngồi thiền là quan trọng nhất cho quý vị. Mà ngồi thiền không có chất liệu, không có học qua, rồi lấy cái gì mà nghiền ngẫm. Thành ra tôi nói người mà có học nhiều mà không có nghiền ngẫm câu suy nghĩ là cái tủ định kinh, không ít lợi gì hết. Còn có người tu mà không có nghiền, không có chất liệu, không có coi kinh coi sách gì đó là người tu đuôi, tu mù.
Thành ra đây tôi năn nỉ quý vị đi nghe Pháp. Nhưng mà đó chưa phải là đắc quả đâu, mà đó là cái điều kiện ắt có và đủ để chúng ta có một cái chất liệu, có một cái số vốn để chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghiền ngẫm cho nó thì chúng ta mới đắc quả được. Nhưng mà cái thiền định thì rất khó, phải ngồi thật nhiều và phải có hoàn cảnh. Quý vị vô trong phòng như tôi nói lại rồi treo đê ông, treo đèn, rồi tới quạt máy ô tùm lum trong đó, rồi nhiều hình nhiều ấy nữa, rồi có nhiều người lại trùm cao su rồi vô cho nó ra mà hôi, nó thấy tầm bậy tầm bạ rồi ấn chứng. Trời ơi, cái thiền gì mà kỳ khôi vậy? Phải ở chỗ không, chỗ vắng lặng, chỗ thanh tịnh, chỗ bao la thì cái tâm hồn mình mới bao la. Quý vị thử ra biển quý vị ngồi, quý vị biết mênh mông trời đất, không có thấy bờ bên kia, thì cái tâm mình nó nương cái mênh mông, nó mới mênh mông theo. Mình không có dính mắt, mình thấy mình còn là ra ngoài biển, mình thấy mình là hột cát ở trong trời đất thôi. Mình chả có nghĩa lý gì, mình là một con kiến nhỏ trong cái trời đất, không còn ham muốn nữa. Thì chính cái không ham muốn này làm cho cái tâm mình rộng rãi, nó sáng suốt, rồi mới học những cái giáo lý mình đã học ra, nghiền ngẫm có đúng không, rồi mới đi sâu vào đó. Thành ra người tu đó quan trọng nhất đó là cái sắc thân, phải giữ giới, ăn uống kỹ càng, rồi phải có hoàn cảnh xung quanh. Thì ngồi ngoài biển đó là cái hoàn cảnh giúp cho mình thoải mái, rồi mới đưa tới cái tâm. Bằng đầu là cái vọng tâm, và vọng tâm này sáng suốt mới thấy vọng tâm là bất lực trên con đường giải thoát. Mà vọng tâm mạnh nhất là ý chí, tức là mặt nạ. Có ý chí mình mới làm được tất cả việc. Người xưa người ta nói người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt bông lông bông không ra thế nào cả. Có ý chí là tôi vượt hết tất cả. Núi cao, ý chí tôi phải cao hơn. Biển rộng, ý chí tôi phải rộng hơn. Thì con người mới có thể làm tất cả mọi việc. Nhưng mà đó không phải là Phật, có thể là trời, là tiên thôi. Thôi đại khái là như vậy. Tôi nói không. Thì tới bữa 17 ở Ngọc Trường 8 giờ rưỡi là chúng ta bắt đầu giảng sâu. Đó là 2 tiếng, nhưng mà chắc tôi cũng giảng 45 hành tiếng à. Còn tiếng mấy quý vị hay trả bài, coi quý vị có chất liệu làm sao. Đặng mà quý vị có đi ngồi thiền thì chắc tôi cũng tổ chức đi ngồi thiền đó, ra ngoài biển hoặc là lên đên trên trên những cái bờ vàm, ngồi trên cái thiền đó, lên đên trên đó thì chúng ta thấy cái tâm mình thoải mái đó. Làm ăn hoài thì cũng chết thôi, phải làm mới có sống được. Nhưng mà quý vị nhớ, quý vị sống đơn giản rồi quý vị làm rất ít nhưng vẫn có thời giờ tu tập. Chết rồi còn lại cái hiểu biết thôi, tất cả đều bỏ hết, tiền bạc gia tài, cái thân này cũng phải dục thôi. Các bụi trở về các bụi, có mấy câu trả lời với tôi là chết rồi hết rồi xưa, các bụi trở về các bụi. Tôi nói tôi bập tay bây giờ, nó còn một cái bất tử mà mình không sống với nó, mình chẳng biết gì hết. Thì nói sắc thân này là tôi, mắt tai mũi lưỡi là tôi, là chết rồi. Ngu si là luân hồi từ đó. Nếu là tôi thì phải giữ nó hoài, đừng cho nó già, đừng cho nó bệnh, đừng cho nó chết, thì cái này mới là tôi. Mình không muốn già nó vẫn già, mình không muốn bệnh nó vẫn đau, mình không chết nó vẫn vô là thiếu, đâu có làm chủ nó được. Còn có một cái bất tử nằm ở trong cái sanh tử này thì ngay bây giờ phải nhận được nó. Mà muốn nhận được nó là phải có một cái khoảng bao la, khoảng trống, khoảng thanh tịnh. Quý vị ra ngoài chợ bán cá, ngoài quý vị ngồi ví dụ 100 năm cũng là thành địa ngục thôi. Phải vô trong những cái chùa, nhất định có những cái chùa miên đó, hoặc là vô ở như là bãi bãi biển, ngoài dòng sông, chỗ vắng vẻ trước mặt. Nhớ ngồi thiền đừng có nhắm mắt. Nhắm mắt là nhập ngũ thiền liền. Ngồi gục lên gục xuống, trời ơi ngồi thiền mà gục, tôi mà gặp cái là tôi bóp tay hả? Tôi là tối kỵ cái ngồi thiền mà ngục, thà đã đừng ngồi. Mà ngồi nhắm mắt rồi cái chỗ mê mang vô trong phòng mà tối thui đó, mà ngồi ngồi nhắm mắt thấy tùm lum, thấy ma, thấy quỷ này kia rồi bắt đầu sợ. Vậy Thức Trư dứt lời một lần nữa, tôi xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới
chống giảng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.